Alo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục các lỗi mà khi mà các bạn cài phiên bản V16 Syncycat cho máy đột dập á. Đấy, thì với lỗi thứ nhất là Sentinel Key Not Found H007. Cái lỗi này các bạn phải thực hiện như sau. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi như thế này. Ở đây các bạn sẽ, khi mà các bạn cài Syncycat V16 lên đây này, khi mà các bạn kích lên nó cái có thông báo Sentinel đấy, thì các bạn sẽ vào ở đây bằng cái con ô tô kích được phải vào Manager. Các bạn sẽ tìm đến cái mục Survey and Application này. Các bạn nhấn tiếp vào mục Survey và các bạn sẽ tìm đến cái phần Survey Sentinel LKD này. Nó thông báo là cái phần LKD này các bạn. Đấy, không tìm thấy. Các bạn ở đây đang để chế độ Automatic. Các bạn vào đây này. Đấy, các bạn nhấn vào, nó là reset lại, cái chuột phải vào mục này, nhấn vào reset tương tự với mục survey này rồi đó. Sau đó các bạn nhấn reset, sau đó người ta nó sẽ reset lại cái phần đăng ký này. Sau đó các bạn thử mở lên, nếu nó không được các bạn tiếp tục crack lại, tắt máy và crack lại, hoặc là các bạn gỡ lại phần mềm. À, hoặc là các bạn crack lại, hoặc là các bạn chỉ cần crack lại và tắt máy khởi động lại, thì các bạn sẽ nhận được kết quả là phần mềm sẽ được mở lên bình thường. Nếu các bạn không làm được thì các bạn có thể comment lại ở dưới video để mình hướng dẫn, hoặc là add Zalo mình số điện thoại 0985267119 nhé, để mình hướng dẫn các bạn sửa lỗi. Còn cái lỗi thứ hai, lỗi unknown envelope error E0031. Cái lỗi này thì cũng tương tự liên quan đến cái phần đăng ký này, thì các bạn cũng vào My Computer, kích vào chuột vào đây, vào Manager, nhưng mà các bạn sẽ tìm đến mục Device Manager chứ không phải là mục Survey này nữa. Các bạn nhấn vào Device Manager này, các bạn sẽ tìm đến USB Serial Boot Controller. Đấy, các bạn sẽ nhấn chuột phải vào mục là Uninstall. Các bạn nhấn vào OK và các bạn tiếp đến vào cái mục này, nhấn chuột phải, nhấn chọn Install, Uninstall này và nhấn OK. Sau đó các bạn mở phần mềm lên, nếu không được các bạn tắt khởi động lại và bật phần mềm lên. Cũng tương tự cái lỗi đầu tiên, thì các bạn nếu mà không bạn các bạn không làm được thì phải các bạn để lại comment hoặc add Zalo mình để mình hỗ trợ các bạn sửa lỗi. Đấy, nếu thấy video bổ ích cho các bạn nhớ like và subscribe, chia sẻ video giúp mình để mình ra những video tốt hơn. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.